Thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh chị về công cụ Google Analytics và Facebook Pixel. Xin chào các bạn, mình là Nam Nguyễn, là một trong những channel của MediaStep. Thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh chị về công cụ Google Analytics và Facebook Pixel. Thì các anh chị cũng biết là khi mà mình trao cái giải pháp Google Sale cho đến khách hàng á, thì ngoài những tính năng trên nền tảng Google Sale thì mình cũng sẽ có một số những hoạt động thêm để hỗ trợ cho khách hàng bán được hàng. Ví dụ như thông thường là khách hàng có cái trang web đi, nếu mà cái trang web đó mình hoàn toàn không có một cái hoạt động gì hết thì cũng rất khó để mà có thể tiếp cận được khách hàng, đúng không ạ? Thì một trong những cách để mà mình có thể thu hút được khách hàng thì có thể là khách hàng sẽ chạy quảng cáo, hoặc là khách hàng có thể làm SEO. Thì khi mà với cương vị là sale, khi mà demo cho khách hàng thì anh chị có thể mình chứng minh cho khách hàng thấy là cái nền tảng Google Sale của mình đã có những cái hỗ trợ khách hàng trong việc SEO như thế nào. Nhưng bên cạnh đó, lý do tại sao mà khách hàng cần phải sử dụng thêm cái gói SEO của bên mình thì mình sẽ chia sẻ với anh chị cách để mà các anh chị có thể nói chuyện với khách ha. Còn những cái bước mà chẳng hạn như làm từ cái thao tác để lấy cái mã code đó các anh chị, thì mình đã làm sẵn cái file sale rồi, thì những cái bước đó thì mình có thể chia sẻ riêng cho các bạn nếu các bạn có nhu cầu mà về mình thao tác riêng. Chứ mà trong cái buổi này mà mình làm từng bước như vậy thì cũng sẽ mất thời gian các anh chị, mà các bạn lại không hiểu được cách để mà các anh chị có thể giải thích cho khách hàng biết lý do tại sao mình cần phải lấy những cái mã pixel hay là Google Analytics để mà nhập vào cái phần cấu hình trên cái phần admin của Google Sale các anh chị ha. Thì đầu tiên á, thì các anh chị cũng biết là ví dụ như các anh chị đang là chuyên viên tư vấn, nhờ bên cạnh các anh chị là chuyên viên tư vấn thì sau khi đã ký hợp đồng xong rồi, bên mình sẽ có một cái đội ngũ là customer service, chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt các anh chị cũng đừng quên cái đội ngũ BD team của chúng ta, có nghĩa là bên mình sẽ có đội ngũ là business development. Thì bên BD team sẽ có một bộ phận gọi là marketing, giống như là một marketing agency đó các anh chị. Cho nên trong trường hợp mà khách hàng có những cái nhu cầu làm những cái truyền thông thêm, ví dụ làm chạy quảng cáo hoặc làm những cái chương trình PR thêm, thì các anh chị cũng nhớ đến cái team này để hỗ trợ các anh chị trong cái việc mà mình có thể chốt đơn được cho khách hàng các chị ha. Ví dụ như là ngoài ra thì khi mà các anh chị trong cái chủ đề ngày hôm nay nói về cái Facebook Pixel với lại cái Google Google Analytics cũng như là Google Shopping các anh chị, thì mình các anh chị thấy là đây là một cái chia sẻ về cái bảng giá để cách mà các anh chị có thể tư vấn cho khách hàng á. Ví dụ như bảng giá bên mình thì nó sẽ có gói Startup đúng không ạ? Professional, OEO với là Enterprise. Nhưng mà để khách hàng có thể sử dụng được tính năng Facebook Pixel hoặc là có thể tích hợp được cái phần Google Shopping thì ít nhất là cái gói mua phải từ Professional trở lên. Cho nên khách hàng nếu mà mua cái gói Startup thì sẽ không có cái tính năng này nha các anh chị. Các anh chị lưu ý ha. Như vậy cái đó là cái vấn đề về bảng giá. Như vậy trong cái buổi workshop ngày hôm nay á, thì mình sẽ giới thiệu cho các anh chị về cách cài đặt công cụ Google và Google Sale ha, cũng như là Facebook Pixel cũng sẽ hướng dẫn các anh chị cách cài đặt Pixel và Google Sale. Nhưng mà cái ngoài ra có một cái tính năng nữa là các anh chị thấy trên cái website hoặc là trên landing page các anh chị, nó thể hiện cái bong bóng chat từ cái fanpage. Thì cái tính năng này hiện tại bên Facebook các anh chị nó sẽ rất là đơn giản hóa, mình chỉ cần lấy một cái đoạn mã code của cái fanpage á, mình nhắn vào trong cái phần admin của Google Sale là nó đã cho phép thể hiện cái trên fanpage này lên rồi các anh chị ha. Nó sẽ dễ dàng làm hơn so với trước đây. Và cái cuối cùng là các anh chị là sale thì anh chị sẽ tư vấn cái gói sản phẩm nào cho khách hàng, đó là cái điểm mấu chốt đối với những bạn sale ha. Còn giống như ngay từ lúc đầu mình cũng có giới thiệu với các anh chị á, còn những cái bước, những cái step để mà lấy về những cái mã code này đó các anh chị, thì mình sẽ không đi vào từng bước như vậy nó sẽ rất là mất thời gian cho các anh chị, thì mình đã chuẩn bị sẵn cái Easy Step Guide cho các anh chị rồi. Rồi, để mà các anh chị dễ dàng có thể mà mình nhớ cái thông tin hơn á, thì mình tóm tắt lại những cái điểm của Google các anh chị ha. Thì các anh chị thấy là Google thì thông thường mình sẽ có mình trong cái phần admin á, thì anh chị sẽ thấy là có cài đặt Google Analytics, rồi Google Tag Manager, Google Merchant Center là những cái mà các anh chị thấy trong cái phần admin của Google Sale. Tuy nhiên, ngoài ra chị có nhớ giúp mình là khách hàng cần cũng như khách hàng cũng như là bên dịch vụ khách hàng của mình á, có một cái step nữa là khai báo Google Search Console cho khách các anh chị ha. Cho nên là về mặt tổng quan là các anh chị sẽ nhớ một số những thuật ngữ, ví dụ như là
Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager với lại Google Merchant Center. Thì cái mà các anh chị có thể demo được cho khách á, thấy những cái lợi ích khi mà mình sử dụng những tính năng này là như thế nào các anh chị. Thì ví dụ như Google Analytics sẽ giúp cho khách hàng có được những cái báo cáo về số lượng khách truy cập nè, vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính. Còn Google Search Console nó sẽ hỗ trợ cho khách hàng trong việc là báo cáo những cái từ khóa mà khách hàng có đi vào trang web của bên mình tìm kiếm từ khóa đó anh chị. Thì nó sẽ hỗ trợ cho nhìn thấy được cái list từ khóa đó ha. Còn Google Tag Manager thì các anh chị hiểu nôm na là trong cái phần admin đó, bên mình chỉ mở ra để gắn code với lại Google Analytics với lại Facebook Pixel thôi. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà khách hàng có những cái nhu cầu gắn nhiều cái thẻ khác thì sẽ như thế nào ạ? Thì lúc đó họ sẽ gắn cái thẻ đó thông qua Google Tag Manager. Rồi lúc đó mình sẽ kết nối Google Tag Manager vào trong cái phần admin của bên tài khoản wholesale bên mình ha. Và cuối cùng cái Google Merchant Center thì các anh chị thấy là một cái, nó giống như là một cái khi mà một cái người seller họ có một cái tài khoản đó thì mình có thể đăng cái sản phẩm ở trên đó, nhưng mà cái thao tác này rất là nhanh. Lý do tại sao ạ? Lý do là mình đã có sẵn cái toàn bộ cái sản phẩm của mình trên GoSell rồi. Bây giờ cái cách cái đơn giản nhất là bây giờ mình tải tất cả những cái sản phẩm đó về file sale, sau đó mình đẩy lên cái Google Merchant Center, thì lúc đó mình đã có một cái thao tác rất là nhanh ha, không cần phải đi vào trong cái Google Merchant Center để tạo cái sản phẩm nữa ha. Thì đấy là những cái mà tiện ích mình có thể hỗ trợ được cho khách hàng. Còn nói về Facebook á các anh chị, thì các anh chị thấy là trong cái admin nó sẽ có cái phần gắn Facebook Pixel nè. Rồi bên mình có cái phần là cài cài đặt, có nghĩa là đăng nhập vào cái trang web của khách hàng nhanh đó bằng Facebook. Có nghĩa thay vì là mình khách hàng đăng nhập vào thì mình phải khai báo bằng số điện thoại hay là email đúng không ạ? Bây giờ sẽ có một cái mẹo, hay là họ vừa mở cái tab website của khách hàng, nhưng mà kế bên họ mở cái tab là của Facebook đó, thì họ có thể đăng nhập bằng cái Facebook luôn. Và cuối cùng là cái hiển thị bong bóng chat trên cái fanpage các anh chị ha. Thì mình sẽ giải thích cho các anh chị theo cái phần này là dễ hiểu như thế này nè các anh chị. Mình sẽ đi từng bước các anh chị xem ha. Đầu tiên là Google Analytics nè các anh chị. Thì để tìm hiểu về Google Analytics đó thì các anh chị mình có thể vào Google ha, và mình đánh cái từ khóa là Google Analytics. Thì nếu trong trường hợp mà các anh chị mà thường xuyên mà mình search cái từ khóa này á, thì anh chị thấy nó sẽ xuất hiện ở chỗ này, bạn thường xuyên truy cập đúng không ạ? Thì anh chị đi vào cái phần Google Analytics, vào một cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ nữa các anh chị. Nếu trong trường hợp mà các anh chị làm những cái vấn đề về Google thì thường mình sẽ có một cái tài khoản Gmail đúng không ạ? Thì mình nên sử dụng cái tài khoản Gmail này xuyên suốt nha, chứ mình đừng lấy tài khoản Gmail này mình làm cho Google Analytics xong mình lấy tài khoản Gmail kia làm cho Google Search Console, thì lúc đó mình sẽ không có xác minh được nha các anh chị. Các anh chị lưu ý mình ha, mình sẽ không xác minh được. Thì ví dụ như mình search Google Analytics ở đây. Thì khi mà các anh chị có một cái tài khoản Google Analytics á, thì lúc nãy mình có nói sao các anh chị, cái mục đích của anh chị là anh chị đang chứng minh cho khách hàng thấy được là Google Analytics sẽ hỗ trợ được gì cho khách hàng sau khi mà tích hợp vào. Thì các anh chị thấy là Google Analytics nó sẽ có một cái phần báo cáo đúng không ạ? Và khách hàng có thể xem được những cái báo cáo đó, chẳng hạn như là tỷ lệ người dùng, số những người dùng mới, hoặc là cái người khách hàng đó đến từ quốc gia nào đúng không ạ? Rồi các anh chị thấy là nếu trong trường hợp mình có những cái vấn đề về kinh doanh đó, thì nó sẽ tổng kết được cái doanh thu của bạn là bao nhiêu, nhịp mua của khách hàng, rồi ví dụ như là số phiên tương tác, có nghĩa là số lượng khách hàng đi vào đi ra vào trong cái trang web. Thì đó là những cái mà các anh chị có thể show cho khách hàng thấy được là cái lợi ích khi mà họ có cài đặt được cái Google Analytics các anh chị ha. Còn về mặt thao tác các anh chị, thì đầu tiên á, là mình đi vào phần quản trị nè các anh chị, cái hình bánh răng nè các anh chị ha, quản trị để mà các anh chị tạo cái tài khoản các anh chị ha. Thường mình sẽ tạo cái khoản tài khoản trước, nhưng mà do là mình đã có nhiều cái tài khoản rồi cho nên đã thể hiện sẵn những cái tài khoản đó ở đây. Và khi đã có cái tài khoản á các anh chị, thì cái mà bước tiếp theo mà các anh chị cần làm để lấy cái mã Google Analytics á, thì là mình sẽ thu thập những cái dữ liệu các anh chị ha. Nó sẽ có cái phần luồng dữ liệu ở đây nè các anh chị.
Thì đơn giản là mình có tài khoản, cái phần mà tạo tài khoản thì là những cái bước, là ví dụ như anh chị khai báo tên công ty, địa chỉ gì đó, rất đơn giản thôi. Nhưng cái quan trọng là tới đây là anh chị nhớ từ khóa mình ha. Đầu tiên là anh chị tạo cái tài khoản. Cái bước tiếp theo là các anh chị là về cái phần thu thập dữ liệu. Và khi mà thu thập dữ liệu, anh chị đơn giản là thêm cái luồng thôi. Sau khi thêm cái luồng rồi, các anh chị ha, ví dụ mình click một cái mà mình vừa tạo sáng nay thôi. Anh chị thấy đơn giản là anh chị copy cái mã này nè các anh chị copy vào đây ha. Sau đó anh chị dán vào cái nền tảng GoSell, mình sẽ mở nền tảng GoSell ra ha. Còn ở nền tảng GoSell thì khi mà anh chị demo, đặc biệt là những bạn mới á, thì các anh chị nhớ là nó sẽ có hai cái chỗ để mà cài đặt. Đầu tiên á là anh chị vào cái phần cài đặt cơ bản này nè các anh chị. Ở cái phần cài đặt cơ bản thì nó sẽ có tất cả những cái thông tin cơ bản. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình vào cái phần cài đặt cơ bản mà mình lỡ mình tìm không thấy á, thì sẽ có cái mẹo là các anh chị đi vào trong cái cửa hàng trực tuyến, nó sẽ có cái phần cài đặt nâng cao các anh chị ha. Cho nên là tóm lại là cài đặt nó sẽ có hai cái, một cái cơ bản phía dưới và một cái nó nằm ở nâng cao trong cái cửa hàng trực tuyến. Thì trong cái phần nâng cao này á, các anh chị sẽ thấy là một loạt những cái liên quan tới Facebook với lại Google đúng không ạ? Thì lúc nãy mình nói mình lấy cái mã code của Google Analytics đó, thì lúc đó mình sẽ vào đây để mình làm cái gì ạ? Mình dán cái mã code vào đây được rồi ha. Thì theo các anh chị, sau khi đã dán nghe rồi thì những cái bước tiếp theo thì là chẳng hạn như khách hàng có những cái nhu cầu về marketing, thì lúc đó mình giải thích rồi ha, bên bộ phận BD họ sẽ hỗ trợ để có những cái về cái chương trình marketing, thì là sẽ có những cái phần báo giá riêng về marketing đó. Cái quan trọng ở đây là với cương vị là sale á, thì các anh chị thường là sẽ cho khách hàng thấy được là những cái về lợi ích từ cái việc báo cáo ha, và đã gắn vào rồi thì lúc đó cái hệ thống Google Analytics họ sẽ bắt những cái sự kiện về báo cáo để cho cái người seller họ biết được là cái website của họ hoạt động có hiệu quả hay không anh chị ha. Thì song song với Google Analytics thì các anh chị thấy là nó sẽ có cái Google Tag Manager đúng không ạ? Thì cái Google Tag Manager, cái trình quản lý thẻ, lấy thẻ đó các anh chị, nó cũng đơn giản lắm anh chị cũng chỉ cần tạo một cái tài khoản thôi là anh chị sẽ có một cái tài khoản Google Tag Manager ở đây rồi. Anh chị click vào đây nè các anh chị, cũng tương tự ha, tạo tài khoản thì anh chị cũng sẽ có những cái đơn giản là kê khai về những thông tin về cái doanh nghiệp của mình thôi các anh chị. Những cái bước này thì mình sẽ không đi làm lại từng bước các anh chị ha, nó sẽ mất thời gian mà nó cũng các anh chị cần thì mình sẽ gửi cái Easy Step Guide mình bằng cái file PDF á, mình đã làm rồi cho các anh chị. Chỉ có điều là mình chỉ cho các anh chị biết là những cái từ khóa mà anh chị cần nhớ là gì, có nghĩa là đối với cái Google Tag Manager, có nghĩa là cái phần trình quản lý thẻ. Sau khi mình tạo tài khoản xong thì các anh chị thấy nè, nó có cái mã số là GTM đây đúng không ạ? Và cái mã số GTM này thì các anh chị tương tự, các anh chị cũng vào đây, anh chị gắn vào cái Google Tag Manager dưới đây. Anh chị thấy không ạ? Anh chị đơn giản là các anh chị lấy cái mã code để mà anh chị gắn vào đây là xong ha. Rồi, tiếp theo thì là các anh chị thấy có một cái là Google Search Console, nhưng mà trước khi đi vào cái phần Google Search Console đó các anh chị, thì mình chứng minh cho các anh chị một cái điểm như thế này. Mình muốn chia sẻ với các anh chị là bên bộ phận BD team đúng không ạ? Họ sẽ có những cái về hoạt động hỗ trợ thêm cho khách hàng. Thì các anh chị thấy là thông thường á là khách hàng họ hay phân vân giữa cái là SEO với lại cái phần chạy quảng cáo đúng không ạ? Các anh chị thấy là SEO là thông thường mình sẽ cần một cái thời gian ít nhất là khoảng tầm 6 tháng để mình đưa một cái trang website lên lên top. Nhưng bù lại thì khi mà mình làm SEO này, họ sẽ có được cái một nguồn traffic organic nó tự nhiên và nó bền vững. Nhưng mà còn nếu trong trường hợp mà khách hàng họ muốn có những cái gì đó, cái kết quả ngay đúng không ạ, chẳng hạn như có liền một cái traffic, thì thông thường thì họ cũng sẽ có những cái nhu cầu về chạy ad đúng không ạ. Thì nếu mà để mà tư vấn cho khách hàng theo cái hướng nào thì chắc chắn là cái SEO thì đâu đó nó sẽ mang tính bền vững nhiều hơn. Nhưng nếu mà khách hàng họ vẫn có những cái mong muốn là phải có hiệu quả tức thì vậy các anh chị, thì bên mình cũng tiến hành mình chạy ad cho khách thôi, có thể chạy trên Facebook hoặc Google ha, hoặc là thậm chí trên những cái sàn thương mại khác thì bên mình cũng có hỗ trợ luôn. Thì cái mà những cái bảng sale á, mình sẽ chứng minh cho khách hàng thấy là cái website của mình nó chuẩn SEO ở những điểm nào. Thì các anh chị thấy lưu ý là ví dụ như bình thường khi anh chị có tạo sản phẩm đúng không ạ, hoặc là anh chị tạo bộ sưu tập, hay là anh chị có thiết kế giao diện, hay chị anh chị có viết trang, viết blog, hay là link mua hàng hoặc là landing page các anh chị, thì anh chị có thấy còn một cái mục ở đây nè các anh chị, thiết lập từ khóa SEO đúng không ạ? Cái phần thiết lập đó là giống y hệt như giống như là những cái trường, là cái người mình ngồi mình
kê khai ra. Tất nhiên là khi mà mình kê khai như vậy thì cái robot test của Google họ sẽ hiểu ha. Thì tiếng Việt ở đây thì có đề rất rõ là tiêu đề rồi nội dung mô tả từ khóa hoặc là đường dẫn liên kết. Nhưng mà nếu mà người ta có nói là meta title hay meta description keyword hay canonical link thì các anh chị cũng hiểu nó là cái gì nha các anh chị. Thì để chứng minh cho điều này á thì mình sẽ cho các anh chị thấy như vậy nè để chị dễ hình dung ha. Ví dụ như bây giờ mình vào một cái Google mình search có từ khóa là công cụ bán hàng đúng không ạ, thì anh chị sẽ thấy là đầu tiên nó sẽ hiện ra một cái website đúng không ạ, nhưng mà phía đuôi anh chị thấy là cái đường dẫn URL á nó có từ là công cụ giúp kinh doanh gì đúng không ạ. Thì cái phần đó nếu mà trong trường hợp cái mục mà đường dẫn liên kết á mình có kê khai phía dưới đó thì nó sẽ ra một cái giao diện rất rất thân thiện, cái từ nó thể hiện ra rất là thân thiện. Còn nếu mà mình không kê khai gì hết thì thông thường nó sẽ chạy ra một cái đoạn mã gì đó nhìn nó thấy nó rất là khó 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 chịu anh chị ha. Còn chẳng hạn như cái cột mà top 5 công cụ giúp kinh doanh gì đó thì nó chính là cái phần meta title ha. Còn cái phần phía dưới mô tả nó sẽ là cái meta description đúng không ạ. Còn những cái từ khóa mà nó hiện lên á, hiện màu đậm lên á, ví dụ như công cụ hay bán hàng á, thì đó là cái phần keyword các anh chị ha. À, mình ví dụ nha, mình ví dụ mình đi vào cái nền tảng Google ở đây nè, đơn giản thôi, bình thường chẳng hạn như là các anh chị có tạo một cái sản phẩm đi đúng không ạ, anh chị mở tạo ra một cái sản phẩm ở đây, anh chị kéo xuống dưới đây nè các anh chị thấy đó là những cái phần mà các anh chị buộc phải kê khai đúng không. Chẳng hạn ví dụ như chỗ này mình nói là thời trang nam, thường là mình sẽ viết là thời trang nam, thì anh chị thấy là cái đây nè nó sẽ cho mình biết xem trước là cái nếu mà khách hàng có search ra đó nó sẽ thể hiện ra cái trang web nó như thế nào đúng không ạ. Thì anh chị thấy nó sẽ là cái phần thời trang trang nam nó hiện ra thông tin ở đây nếu mà mình có kê khai. Còn nếu mà anh chị không kê khai gì hết thì nhiều khi cái trang web mà mình hiện ra nó sẽ ra một cái dòng mã code gì đó không có thân thiện lắm ha, anh chị lưu ý cái điểm đó. Rồi tiếp theo thì sẽ có một cái nữa là cái sitemap và robot test, có nghĩa là đầu tiên á là mình đang chứng minh là trong hệ thống của mình nó sẽ có cái phần làm cho khách hàng họ kê khai cái từ khóa rồi kê khai cái đường dẫn URL rồi đúng không ạ. Có một cái nữa là đằng sau nó, có nghĩa là cái như này thì các chị sẽ không thấy, nhiều khi khách hàng cũng không thấy, nhưng mà mình chứng minh bằng cách nào, mà chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình có một cái trang website của khách hàng là áo tắm hồng hạnh.com, đây là khách hàng của bên mình đúng không ạ, thì mình chứng minh là cái bộ phận dev của bên mình đã làm cái phần sitemap với lại cái phần robot test cho khách hàng rồi. Thì đơn giản là các anh chị ví dụ như anh chị đã thấy là cái phần cái trang web là áo tắm hồng hạnh đúng không ạ, sau đó anh chị duyệt vào cái chữ sitemap.sml hoặc là kế bên là cũng trang web đó nhưng anh chị chấm là robot test đó các anh chị, thì anh chị sẽ thấy nó hiện ra những cái thông tin. Thì anh chị hiểu nôm na là cái sitemap giống như là mình đang khai báo với Google cái địa chỉ của mình nó ở đâu đúng không ạ, để cho Google biết được cái địa chỉ của mình ha. Hoặc là còn cái phần robot test thì là đang chứng minh cho khách hàng thấy được là Google họ có thể biết được cái địa chỉ của mình đó, nhưng mà có những cái phần mình sẽ không cho Google đi vào xem. Chẳng hạn ví dụ như các anh chị thấy là cái phần checkout hay là cái phần cạc là nó liên quan tới cái mục thanh toán á anh chị, ví dụ thông thường bỏ vào giỏ hàng đúng không ạ, thanh toán, thì thật ra mình cũng đâu có cho muốn là Google đi vào đó coi là cái gì đâu đúng không ạ. Thì đó sẽ hiện ra cái phần disable ở đây anh chị ha. Cho nên là mình đang chứng minh là cái phần thứ nhất là cái mà khách hàng có thể thấy được khi mà họ làm những công việc ví dụ như là mô tả sản phẩm, viết blog hoặc viết trang, là những cái vấn đề khai báo về từ khóa hay là description ha. Còn cái phần mà giống như là cái cấu trúc hạ tầng vậy á, thì cái phần sitemap để robot test á, là các anh dev anh đã làm sẵn rồi. Bây giờ nếu chứng minh thì anh chị đơn giản là lấy cái trang web đó ra xong rồi mình nhập thêm cái phần đuôi là sitemap HTML thì nó sẽ trả ra kết quả như vậy các chị ha. Liên quan tới sitemap này á thì nó sẽ liên quan tới cái phần Google Search Console các anh chị vào Google anh chị search là Google Search Console ha. Do là cái mình đã có một cái từng đã làm một cái rồi á, cho nên nó thể hiện cái giao diện như thế này. Nhưng mà bình thường các chị khi mà anh chị chưa làm một cái gì hết thì nó sẽ thể hiện ra cái giao diện này nè các anh chị, là nó sẽ là chọn sản phẩm để mình verify cái trang web đó. Ví dụ như là mình chưa bao giờ verify một cái trang web nào hết thì nó sẽ thể hiện cái giao diện này các anh chị ha.
Thì khi thể hiện cái giao diện này thì anh chị nhập cái địa chỉ trang web của anh chị vào đây để mà các anh chị làm gì ạ? Anh chị verify. Và thường khi mà làm cái Google Google Search Console thì tốt nhất là anh chị làm Google Analytics trước, sau đó anh chị mới làm cái phần Google Search Console. Anh chị verify như thế này thì lúc đó nó sẽ cho mình verify bằng cách là verify bằng Google Analytics đó các anh chị ha. Thì đó sẽ là cái mẹo để mình làm nó nhanh. Nhưng mà cái quan trọng cái Google Search Console này là cái gì các anh chị? Các anh chị đang muốn cho khách hàng thấy được là Google Search Console có thể có những cái mà ra những cái report báo cáo các anh chị ha. Tại vì cái trang web này là cái trang web demo cho nên đôi khi nó cũng sẽ không có nhiều những cái, nhưng mà sẽ có những cái phần mà ví dụ như cho biết được những cái từ khóa đó các anh chị, là khách hàng đi vào trang web của mình họ search những cái từ khóa như thế nào ạ. Rồi cái hiệu suất á, mình vào cái phần hiệu suất các anh chị. Các anh chị thấy ha, ví dụ nếu trong trường hợp mà mình cái trang web của mình có khai báo rồi đúng không ạ? Sau đó là người ta có bắt đầu có data khách hàng đi vào họ xem á, thì lúc đó những cái report báo cáo nằm ở chỗ này nè các anh chị. Những cái cụm từ tìm kiếm nó sẽ thể hiện ở đây. Cho nên là Google Search Console cũng là một cái công cụ để mà giống như thống kê được là khách hàng họ sẽ chuộng những cái từ khóa tìm kiếm nào. Khi mà mình đã biết được những cái từ khóa kia từ tìm kiếm đó thì mình cũng sẽ có những cái kế hoạch nhất định đúng không ạ? Chẳng hạn ví dụ là các anh chị có thể bắt đầu lên những cái bài viết blog mà có những cái từ khóa đó để mà mình tăng cái traffic đi về trên cái website của mình đúng không ạ? Thì đó là cái lợi ích của cái việc mà khách hàng cần phải khai báo cái sitemap này với lại cái Google Search Console các anh chị ha. Tiếp theo thì là các anh chị sẽ có một cái phần nó hơi dài hơn một chút xíu, đó là cái phần Google Shopping các anh chị. Thì mình sẽ mở cái Google Shopping này cho anh chị xem ha. Google Shopping hay là Google Merchant Center thì các anh chị thấy là trong cái phần admin mình ở đây là các anh chị. Đây, anh chị thấy phía dưới này ha. Nó sẽ có một cái mục đó là Google Shopping ở đây. Đúng không ạ? Và các anh chị thấy cái gì anh chị? Nó sẽ có cái phần mục để mà các anh chị có thể xuất những cái sản phẩm này ra. Thì lúc nãy mình có nói á, thì thay vì bên chị có một cái tài khoản Google Merchant Center để tạo sản phẩm như đó, thì giờ một cách rất là nhanh là bây giờ mình tạo sản phẩm trên cái nền tảng Google Sale rồi, thì bây giờ mình tải cái sản phẩm này xuống thôi đúng không ạ? Chẳng hạn ví dụ như là mình xuất một cái file Excel ra thì anh chị thấy nó sẽ có cái đuôi file Excel này là RSS này các anh chị, là cái đuôi này ha. Như vậy là các anh chị hiểu được cái flow đi rồi đúng không ạ? Đầu tiên là mình đã có sản phẩm để mình tải lên website của mình rồi, nhưng mà cũng cái sản phẩm cho admin này là mình tải xuống một cái file RSS. Và bây giờ cái bước kế tiếp của mình á, là mình sẽ đẩy cái file RSS này lên cái phần Google Merchant Center các anh chị ha. Thì mình sẽ rồi mình sẽ giải thích cái flow đi như sau các anh chị. Như vậy là cái step đầu tiên là các anh chị sẽ tạo một cái tài khoản Google Merchant Center đúng không ạ? Mà sau đó mình xác minh cái trang web của mình ha. Thì trong cái quá trình tạo thì thường tất cả những cái bước nó đều có cái phần xác minh trang web hết trơn anh chị. Mình khai báo trang web, sau đó mình nhập cái mã HTML vào trong cái Google Sale là cái chỗ này nè các anh chị. Anh chị nhập mã vào cái phần ở trên đây nè các anh chị. Cũng là trong cái Google Shopping á, nó yêu cầu mình nhập cái mã là anh chị nhập cái mã vào đây ha. Rồi sau đó anh chị tải file RSS từ Google Sale xuống, là lúc nãy mình đã chứng minh rồi. Sau khi tải xuống rồi thì bây giờ mình làm cái gì ạ? Mình đẩy và mình quăng lên bằng cách nghe cái từ khóa. Đây là anh chị nhớ cho mình là có cái nguồn cấp dữ liệu. Trong cái Google Merchant Center của mình nó có cái mục về nguồn cấp dữ liệu, anh chị đẩy nó lên. Thì đó là mình sẽ thông xong từng cái thao tác ha. Thì mình sẽ cho các anh chị xem qua nó như thế này nè các anh chị ha. Ví dụ đầu tiên mình phía bên ngoài á, là mình sẽ vào cái Google Merchant Center để mình tạo một cái tài khoản đúng không ạ? Thì tạo những tài khoản thì nó là những cái bước về kê khai doanh nghiệp thôi. Các
anh chị có thể tự làm được ha. Ví dụ như doanh nghiệp của mình như thế nào, nó hỏi về sản phẩm á, thì những cái bước này thì mình đi qua nhanh thôi. Nhưng cái quan trọng ở trong là khi mà mình trong quá trình tạo thì bắt buộc có một cái mục là mình phải verify cái đường dẫn trang web của mình. Sau đó tới cái phần này đó các anh chị, nó sẽ thể hiện ra một cái phần thẻ HTML các anh chị ha. Thì anh chị cứ làm theo cái hướng dẫn trong cái admin của Google Sales á, họ đề xuất có một cái ví dụ á anh chị copy cái đường 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 link này ha, gắn vào trong cái admin của Google Sales. Và sau đó mình sẽ gắn vào cái thẻ HTML của trong cái phần admin ha, mình gắn vào cái phần thẻ này. Đó là xong được một cái step là gắn cái đường code, mã code thôi. Còn cái bước như quan trọng là mình phải điều chỉnh theo cái mẫu nha các chị, là thường là mình sẽ lấy cái đoạn trong cái mặt kép thôi đó các chị. Mặc dù cái đoạn mã code rất là dài nhưng mình lấy trong cái mặt kép thôi. Mình dán vào ha. Sau đó cũng là trong cái admin thì đó mình tải cái sản phẩm, thì lúc nãy mình đã cho các chị thấy rồi, mình vào admin đó mình tải cái sản phẩm xuống rồi. Tải xuống ha, mình có thể tải toàn bộ hoặc là mình chọn một số những cái sản phẩm nào đó cũng được ha, tùy tùy mình thôi. Sau khi mình có rồi thì mình đi vào trong cái tài khoản Google Merchant Center của mình thì mình làm gì ạ? Mình vào cái nguồn cấp dữ liệu á, mình đẩy cái file đó lên. Mình đẩy cái file đó lên, sau đó mình thêm vào đó là xong được cái thao tác về Google Merchant Center ha. Chẳng hạn như là anh chị thấy là mình sẽ thử một cái Google Merchant Center trong cái của mình cho chị xem thử. Đây là các anh chị có nghĩa là cái tài khoản Google Merchant Center khi mà mình tạo xong á, nó sẽ có một cái phần giao diện giống như vậy ha, mình đã tạo trước đó rồi á. Thì chị chạy thấy có mục là có cái sản phẩm là các anh chị, cái mục sản phẩm và cái nguồn cấp dữ liệu là, thì các anh chị thấy ở đây có nghĩa là sao à, mình đang đẩy cái sản phẩm của mình đi lên trên cái shop Google Merchant Center này ha. Rồi bây giờ để trước khi bước qua cái phần tiếp theo á các anh chị về Facebook Pixel, thì mình mời một cái bạn sale lên để mà các anh chị có thể là diễn giải lại cho, ví dụ như anh chị sẽ đóng vai là nếu trong trường hợp anh chị gặp một cái người khách hàng á và mình đang muốn chứng minh cho khách hàng thấy được là những cái giá trị mà mình có thể mang lại cho khách hàng với cái tính năng Google Analytics hoặc là những cái mà liên quan với Google mà nãy giờ mình mới trình bày á, thì mình mong rằng bạn sẽ trình bày lại ha cho những bạn ở đây. Thì mình sẽ mời một bạn lên nha. Bạn làm cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Bạn có thể giúp mình lên để mà tương tác điện thoại ha. Bạn như là bạn ngồi vào đầu tiên. Mình nhìn có gì giống như bạn xem. Hello. Hello. I will be your person. Chào mọi người, Tài đây. Thì để nói về Facebook Pixel và Google Analytics thì Google Analytics thì anh Nam vừa mới trình bày với mọi người rồi. Thì
Ủa là tí có các công dụng chính, một số cái trang web ở trên thị trường á, nó trang web mình tạo qua trang web chết á, khách hàng mình cũng sẽ gặp một số trường hợp đó là một cái keyword để mình hướng tới khách hàng chuyển đổi từ một trang web dù khách hàng đã có, mình có thể chuyển đổi khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. Về trang web bên mình thật sự là tối ưu rất nhiều điểm, thì Google Analytics và Facebook Pixel là một trong những điểm mà mình tối ưu được cho trang website và hệ thống fanpage social cũng như các nền tảng khác. Google Analytics giúp cho khách hàng thấy được những cái thông số bên trong để khách hàng ra được những cái chiến dịch marketing như mọi người thấy á. Trong trường hợp nếu như khách hàng không có những cái thông số này đi thì câu hỏi đặt ra là khách hàng có thể ra được những cái chiến dịch hay chiến lược marketing tốt nhất không? Như các bạn biết thì mỗi cái chiến dịch nó yêu cầu rất nhiều thông số trong đó. Ví dụ như giới tính, độ tuổi, thời gian, địa điểm, sở thích, những cái thông số đó. Giống như khách hàng quảng cáo mù á, thì khách hàng sẽ bị hiệu quả nó kém đi rất là nhiều. Thì với Google Analytics này thì khách hàng dễ thấy được những thông số mà anh Nam vừa trình bày. Còn thêm vào đó thì Facebook Pixel của mình á thì sẽ là công cụ để gắn những cái đường link mà khi mình quảng cáo trên nền tảng các nền tảng khác đi như Google và ADS Google hoặc là Fanpage, thì khi mà mình có thể gắn một cái Facebook Pixel vào từng cái đường dẫn quảng cáo hay sản phẩm á, như bạn thấy landing page cũng gắn được nè, mình sẽ vào cái trang của landing page bên mình nhé, thì các bạn sẽ thấy nè, trong phần mục tiếp thị mạng hơi lắc nha mọi người, nãy nghe mới nghe sale admin báo là như cái đường cáp quang nó có vấn đề hay sao ấy, nên mạng hôm nay nó sẽ hơi bị lỗi. Đây tiếp thị nó vẫn chưa load đây, phần chưa load nào ơi, thì cái phần tiếp thị ví dụ như landing page cũng sẽ có cái mục để mọi người gắn Facebook Pixel về landing page chẳng hạn, thì chính này cái này mà mọi người có thể hiểu đơn giản lắm, căn thuật ngữ của mấy anh chị marketing trên đây hay gọi là một con bọ máy tính ấy. Thì khi khách hàng vào những cái link của từng cái Bách Hóa Nguyễn Sang hay mọi người những cái link mà mình có tạo landing page như thế này này, mình điều chỉnh đây đi, thì khách hàng vào ở trang này khách hàng sẽ được xem và thời gian và khách cái con Facebook Pixel này nó sẽ bám đuôi khách hàng và nó hiển thời gian những cái quảng cáo tiếp theo cho mọi người. Tức là cái hành vi mua sắm của từng cái khách hàng sẽ được ghi nhận bởi những cái thông số tin học ở đây. Thì qua đó giúp cho mọi người dễ và khách hàng của mình dễ lên được những chiến dịch và tối ưu hóa cái chi phí quảng cáo hơn so với trước đó. Mình sẽ không dùng là mình sẽ con này sẽ hoàn toàn tối ưu và giảm hẳn chi phí quảng cáo cho khách hàng. Nhưng với 10 đồng quảng cáo của khách hàng thì mình sẽ tối ưu nó ở một con số tốt nhất cho 10 đồng quảng cáo đó. Hồi xưa những cái 10 đồng quảng cáo đó khách hàng có thể là những khách hàng không đánh được vào tệp khách tiềm năng chẳng hạn, hay đúng là đối tượng khách hàng mà khách hàng mong muốn. Thì với cái công cụ GoSell của mình, từng cái khách hàng mà khách hàng hướng tới á, chi phí nó sẽ được tối ưu ở mức hoàn hảo nhất để cho khách hàng của mình thấy rõ được cái giá trị của tổng quan của mình. Dạ, em nói gì đủ chưa nè? Dạ, hiện tại thì thường em nói cái cách và ví dụ như ở đây á, thì em sẽ không nói rõ về cái vấn đề này. Em nói về cái khái quát ý tưởng. Và về cái quá trình vận hành đó, thì anh chị hoàn toàn yên tâm bởi vì bên em có những đội ngũ giống như là anh Nam, chị Ly sẽ có những buổi học, những buổi training trực tiếp cho mọi người về những cái kiến thức vận hành này. Thì đảm bảo những anh chị training đó sẽ nói với một cái kiến thức nó chuẩn và nó chuyên sâu hơn cho mọi người về thao tác và vận hành nữa. Còn về những cái em thì em sẽ đưa cái ý tưởng cho khách hàng về cái quá trình thực tế về cái giá trị tổng quan nó mang lại. Dạ rồi đó. Thì ngoài ra có một cái mình muốn chia sẻ như thế này nè các anh chị, có một cái câu hỏi sẽ đặt ra như thế này các anh chị ha. Ví dụ như lúc nãy mình có chứng minh cho các anh chị thấy là bên mình có hỗ trợ về cái SEO các anh chị, đúng không ạ? Về SEO như vậy thì khi mà mình nói là bên mình có hỗ trợ như vậy rồi thì khách hàng họ sẽ đặt ra một cái câu hỏi là ủa lý do tại sao đã hỗ trợ SEO như vậy rồi mà bây giờ cần phải đi làm SEO, thì đây là một trong những cái cách để mà các anh chị có thể trả lời cho khách hàng ha. Các chị thấy ví dụ bình thường khi một cái trang web á, mà anh chị đánh cái Ctrl U á, các chị thì nó sẽ thể hiện ra những cái mã code như thế này này các anh chị. Thì mặc dù á là cái hệ thống bên mình đã hỗ trợ cho cái phần SEO rồi, ví dụ lúc nãy các anh chị thấy có những cái mục là mình khai báo cái title rồi những cái keyword đúng không ạ, hoặc là canonical link rồi, nhưng mà ngoài cái việc làm như vậy á, thì cần phải có một cái người chuyên về SEO để mà cần họ phải cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo là cái con Google Bot nó có thể đọc và nhận dạng được. Các anh chị hiểu mình cái ý mình ở đây không ạ? À? Có nghĩa mình đang cố gắng là mình debate với khách hàng, tại vì cái vế đầu tiên á là cái những cái phần khai báo về keyword này kia đó là cái điều kiện cần cái gì ha.
thì giống như cái hệ thống mình đã có sẵn như vậy, nó là sẽ là cái điều kiện cần. Nhưng mà cái điều kiện đủ là nếu mà các anh chị không có những đội ngũ chuyên về SEO thì sẽ cần những cái người chuyên về SEO đó để họ phải thường xuyên họ vào để họ điều chỉnh nữa, nếu mà họ coi họ điều chỉnh nữa để họ cập nhật thường xuyên, thì lúc đó nó mới đảm bảo là Google Bot á nó hiểu được các chị ha. Cũng giống như là các anh chị thấy là trang web của Google Sales của mình đi, nếu anh chị để ý trên bên bộ phận marketing á, marketing nội bộ đó, các chị thấy cũng sẽ có một cái đội ngũ chuyên về SEO để mà chăm sóc cái trang web của bên Google Sales mình các chị ha. Rồi lúc nãy mình có một cái chia sẻ với các anh chị là cái anh chị nhớ là cái phần bong bóng chat của cái thể hiện cái bong bóng chat trên cái website không à, hoặc là landing page nó cũng sẽ có cái mục mà để mà anh chị cài cái bong bóng chat lên đó chị nè, hộp hội thoại chat Facebook các anh chị ha. Thì cái hộp hội thoại chat Facebook này bây giờ nó lấy thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều các anh chị, nó sẽ không có đi qua nhiều bước ha. Đâu các anh chị chỉ cần đơn giản mở cái trang fanpage của anh chị, mà anh chị đang muốn mở cái trang nào á, ví dụ như mình mở một cái trang fanpage Facebook kỳ của mình ra nha, mình mở ra thì các anh chị sẽ thấy một cái chỗ mục này, cái gì ID bằng dòng nguyên cái mã số này nè, chỉ là cái mã số thôi, anh chỉ cần lấy cái mã số này anh chị dán vào trong Google Sales được rồi. Còn nếu không á, mình đang chứng minh cho các anh chị thấy là tại sao mình lấy cái mã số này nha. Tại vì bình thường á, để mà mình tạo cái bong bóng chat á, có nghĩa là mình sẽ vô cái phần hộp thư của cái trang fanpage đó đúng không ạ? Mình đi vào cái phần hộp thư. Và học thư xong có cái phần cài đặt các anh chị ha. Trước đây mình sẽ là đi vào rất là nhiều cái những cái bước, nhưng mà anh chị thấy nè, anh chị để ý không à, nó có cái mục sao chép văn bản ngay chỗ cái mã code nè, anh chị để ý là chị nhìn thấy cái mã code ngay chỗ này ha, 104017 gì đúng không ạ, nguyên cái mã số này với lại cái con số trên đây này nó hoàn toàn trùng khớp nhau đúng không ạ. Mình đang chứng minh cho các anh chị thấy là thay vì từ bên ngoài á, là mình có thể lấy cái đoạn mã code này mình dán vô được rồi, nhưng mà thật ra cái đoạn mã code này bản chất của nó là cái phần phía bên trong này nè, cho nên là anh chị chỉ cần lấy cái mã code này, sau đó anh chị dán vào trong cái chỗ, nếu mà trong trường hợp cái phần ví dụ trong landing page đi mà người ta yêu cầu nhập cái hộp thoại chat Facebook á, thì chỉ cần lấy cái mã số đó anh chị dán vào đây là xong ha. Ví dụ chẳng hạn như chỗ này mình copy mình sao chép ở đây, mình dán vào đây, mình bỏ cái chữ nmi gì đi mình bỏ đi, mình chỉ cần dán vào đây là xong được cái thao tác rồi ha anh chị ha. Cho nên để lấy cái mã code dán vào trong cái tạo cái bong bóng chat á, thì nó rất là đơn giản. Còn cái Facebook Pixel các anh chị thì ở ngoài thường ở trên Google mình có thể search cái phần là Facebook Ad Manager anh chị ha. Thì đôi khi cái thao tác mà để lấy cái mã Facebook Pixel nó có thể là nó sẽ thay đổi một chút xíu, nhưng mà các anh chị sẽ nhớ như thế này nè. Đầu tiên á, là các anh chị nhớ tới cái keyword đó là mình cần phải tạo một cái tài khoản doanh nghiệp á, chứ anh chị đừng có tạo cái tài khoản cá nhân nha các anh chị. Tại vì tạo tài khoản cá nhân thì nó cho anh chị tạo có một cái Facebook Pixel thôi, nhưng mà nếu mà anh chị tạo cái tài khoản doanh nghiệp á, thì lúc đó các anh chị sẽ có thể tạo được nhiều cái mã Facebook Pixel khác nhau. Thì ví dụ như mình search cái từ khóa là Facebook Ad Manager rồi đúng không ạ? Sau đó mình vào đây. À, tiếp theo là các anh chị đi vào cái phần tất cả các công cụ đó các anh chị. Sau đó anh chị vào cái phần cài đặt cho doanh nghiệp á. Ví dụ như mình đã tạo rồi nhưng mà do mình tạo free nó chỉ cho mình tạo có hai cái tài khoản thôi, thì mình lấy một cái tài khoản bất kỳ cũng được. Rồi ha. Thì khi mà anh chị đã vào trong đây rồi á, thì anh chị nhớ tiếp theo cái keyword của mình nó sẽ là nguồn dữ liệu. Và anh chị đừng có đi thay vào nguồn dữ liệu này, anh chị thấy Pixel thì anh chị đừng có đi vào đây liền ha, tại vì chị đi vào đây thì nó cũng sẽ báo với các anh chị là sẽ đi qua cái phần khác, đó là cái phần mình sẽ đi vào cái phần tập dữ liệu á. Mình sẽ tạo Pixel từ cái phần tập dữ liệu ở chỗ này ha. Thì mình đã tạo rất là nhiều cái rồi, ví dụ như mình tạo mới một cái thì mình sẽ vào cái mục thêm này là các anh chị. Nên chị tạo mới một cái mã pixel ở đây anh chị ha, cho nên là keyword nhớ anh chị nhớ giúp mình á,
là mình đi vào nguồn dữ liệu, vào tập dữ liệu là anh chị có thể tạo được cái mã pixel rồi. Và chắc chắn là trong cái quá trình mà tạo những cái con pixel này nè các anh chị, khi mà tạo xong á thì anh chị sẽ nhớ thêm một cái mục nữa là anh chị mở trong cái trình quản lý sự kiện á, để mà mình khai báo cái trang web của mình cho các con pixel nó hiểu các anh chị ha. Anh chị sẽ thấy là mình mở vào trình quản lý sự kiện, sau đó anh chị vào cái mục cài đặt nè, nó sẽ có cái mục cài đặt trang web thiết lập sự kiện á, thì lúc đó mình sẽ nhập cái trang web mà mình muốn kết nối với cái Facebook Pixel vào chỗ này các chị ha. Cho nên chị vui lòng đối với Facebook Pixel, chị nhớ giúp mình là chị nên tạo tài khoản doanh nghiệp nữa ha. Thứ hai, trên cái ngoài Google thì mình có thể search cái từ khóa là Facebook Ads Manager, rồi sau đó các anh chị vào tài khoản rồi á, thì anh chị nhầm vào cái phần mà tất cả các công cụ á, rồi anh chị tạo một cái tài khoản xong á, thì anh chị nhớ giùm mình cái phần là nguồn dữ liệu ở chỗ này các anh chị ha. Mình tạo xong thì mình nhớ tạo cái phần liên kết, mình gắn cái trang web của mình vào trong cái con pixel đó ha. Thì sau khi anh chị tạo xong rồi có cái mã pixel rồi á, ví dụ đây là có rất là nhiều mã nè các anh chị copy cái mã đó, chẳng hạn ví dụ như là lúc nãy ở trong cái phần cài đặt nâng cao cửa hàng trực tuyến, cài đặt nâng cao đúng không ạ? Ở cái mục Facebook Pixel nó sẽ nằm phía dưới đây ha. Đây là Facebook Pixel nè. Thì lúc đó anh chị sẽ gắn vào trong cái chỗ này. Đó là xong, mình gắn mình lưu lại là xong ha. Tương tự như landing page cũng vậy, landing page cũng sẽ có một cái mục để mà các anh chị gắn gắn vào ha. Rồi, lúc nãy thì đã có một một bạn offline, là mình khi mà mình trình bày xong á, thì các bạn cũng đã chia sẻ rồi, thì bây giờ mình sẽ mời một bạn online các bạn ha. Các bạn sẽ chia sẻ là những cái mà giá trị mà về Facebook Pixel hay là những cái về Google á, có thể mang lại cho khách hàng, và anh chị sẽ demo như thế nào. Thì mình sẽ một bạn ở đây, mình thấy một bạn rất là quen thuộc, thường xuyên tham dự cái lớp học online, đó là bạn Quốc Pháp ở GoSale Cần Thơ được không ạ? À? Bạn Quốc Pháp GoSale Cần Thơ, bạn có thể mở mic tương tác được không bạn? Quốc Pháp ơi, hello Quốc Pháp có đó không à? Nếu bạn Quốc Pháp không có thì mình thấy một ở Cần Thơ có một bạn là Thanh Quý à, Thanh Quý nè. Dạ em nghe anh. À, chào bạn Quý à. Bạn có thể nãy giờ mình đã chia sẻ với các anh chị về những cái mà GoSale có thể hỗ trợ được cho khách hàng trong cái việc mà cài đặt Có về Google người lấy mã gì thì lấy cho á. thì bây giờ anh chị bạn Quý, bạn có thể là bây giờ mình giống như role play đó các anh chị, mình sẽ là đóng vai khách hàng, còn bạn sẽ là chuyên viên tư vấn của GoSale đúng không ạ? Và bạn bạn đang chứng minh cho khách hàng thấy những cái mà GoSale hỗ trợ về SEO, cũng như là những cái hỗ trợ thêm những cái tính năng, ví dụ Facebook Pixel cũng là một trong những cái để mà hỗ trợ cho cái việc quảng cáo nó hiệu quả hơn á, thì bạn có thể demo về vấn đề đó được không ạ? Dạ được, nhưng mà em chuẩn bị đi gặp khách anh Nam ơi. Nếu em chuẩn bị đi gặp khách thì em cho bạn nào khác làm được không? Kế quý là có bạn nào không? Dưới Cần Thơ mình. Dạ rồi, dạ rồi. Là bạn nào ạ? Kế quý là bạn nào vậy quý ơi? Alo, kế bạn quý là bạn nào à? À rồi, nếu mà trong trường hợp mà bạn quý mà không tiện thì mình mời một bạn khác, không biết là có bạn nào volunteer không à? À có một anh rất là sale rất là giỏi, mình nhớ rồi, bạn Hùng Hà Nội ơi. Hùng ơi, Hùng có đó không Hùng ơi? Minh Hùng nè, Minh Hùng sale Hà Nội. Alo, Minh Hùng có đó không à?
Yes, I try to contact with the online members, but our online is more than 10 because we also have marketing and channel inside, but 10. We don't watch this, so that's the reason why we are calling their name, they just keep silent. Right, so. Rồi các bạn ơi, có thể là do một số bạn online vì bạn đang bận hoặc là bạn demo cho khách ha, thì không có tiện, thì nếu các bạn không có câu hỏi gì thì mình xin phép kết thúc cái buổi workshop ngày hôm nay tại đây. Còn giống như ngay buổi đầu á, mình có giới thiệu là những cái bước step by step vào và tạo những cái mã nó như thế nào á, tại vì thông thường những cái phần đầu á, nó sẽ là những cái phần khai báo về mặt doanh nghiệp thôi, còn những cái bước tiếp theo thì mình đã cho bạn biết những keyword các bạn cần nhớ là gì rồi. Thì nếu các bạn cần cái file giống như Easy Step Guide để hướng dẫn á, thì các bạn cứ inbox bên trainer mình ha. Bên mình sẽ chia sẻ cái file PDF lại cho các bạn để các bạn có thể ngồi thực hành từng cái, tại vì để mà thực hành từng cái này nó sẽ rất là mất nhiều cái thời gian. Chỉ hy vọng là giống như lúc nãy cũng giống như bạn Tài thôi, bạn hiểu được cái bản chức năng là gì để bạn demo cho khách là được rồi các bạn ha. Rồi cảm ơn các chị rất nhiều nha các anh chị.